Chỉ cần một buổi workshop là bạn đã có thể tự may đồ. Chưa đâu ạ. Để tự mình may cho mình những món đồ thì không khó, nhưng mà cũng không dễ đến mức chỉ cần 3-4 tiếng đồng hồ sau một buổi workshop là bạn đã có thể tự may đồ cho mình. Tự mình làm những buổi workshop để mọi người trải nghiệm cảm giác được tự mình may cho mình những món đồ, để các bạn được trải nghiệm sử dụng máy may, và để chúng ta hình dung được các công đoạn cần thiết để hình thành ra một chiếc quần, chiếc áo mà mỗi ngày mình vẫn mặc. Và để bạn biết rằng mình có thể làm được tất cả mọi thứ, chỉ cần có người hướng dẫn và chỉ cần mình muốn. Sau mỗi buổi workshop, ngoài cái cảm giác hạnh phúc, hân hoan, vui sướng khi các bạn mặc lên người những chiếc quần, chiếc áo mà mình tự may, thì rất nhiều bạn chia sẻ với mình rằng sau khi may đồ, em thấy những món đồ mà em mua rất là rẻ. Mình rất vui vì điều đó. Đó là một trong những giá trị mà tụi mình muốn mang đến khi các bạn tham gia workshop. Mình hiểu rằng từ bây giờ bạn sẽ trân trọng hơn những món đồ mà mình đang có. Cảm ơn bạn vì đã đến và luôn đồng hành cùng tụi mình. Sắp tới sẽ còn rất nhiều những buổi workshop để chúng ta cùng nhau trải nghiệm. Hân hoan chào đón các bạn.